tối nay là tối thứ bảy, sau ngày rằm trung thu một ngày này. Đấy, con này là bắt đầu bảo được rồi này, đấy suốt ngày luôn. Anh em nào mà mới chơi mà có con gáy gọi là nhẹ nhẹ quanh nhà thì em thao lên clip này là mã số 16A này. Đấy. 16A. Mã số 16A. Gáy liên tục. U đây là tìm chủ mới nè. Con này bắt đầu bảo rồi anh em nhé. Nó gật gù đầu muốn gù lắm này. Trưa nay thì nó lúc nó gù được thì mình không quay được. Tối nay tí nữa tối nay mình sẽ cố gắng mình quay đoạn gù được cho anh em nhé. Con này để giá hữu nghị cho anh em có 900k thôi, bao ship cho anh em.